John Pierpont Morgan là nhà kinh doanh, tài chính, từ thiện và sưu tập nghệ thuật người Mỹ và là người có vai trò to lớn trong nền tài chính và công nghiệp Hoa Kỳ cuối thế kỷ 19. Ông là niềm tự hào, cũng là nỗi lo sợ của nhiều nhà công nghiệp và chính khách chứ không phải Morgan mà tôi chuẩn bị giới thiệu cho các bạn trong clip ngày hôm nay đâu. Trước khi biết thêm về nguồn gốc xuất thân của chàng trai được phong tước ngài này, các bạn hãy nhớ nhấn like và subscribe đã nhé. Ui đẹp trai vậy, đẹp trai quá nhờ. Hoàng Hoa Sama, Hoa Sama. Mặt đúng chuẩn fuckboy luôn. Morgan tên thật là Park Hee-tae, sinh ngày 26 tháng 9 năm 2001. Hiện tại đang thi đấu ở vị trí đường trên trong màu áo của Fredrik Bjorn, đội tuyển hiện đang thi đấu tại LCK, giải đấu liên minh điện thoại hàng đầu của khu vực Hàn Quốc. Để nói về tiểu sử của Morgan, chúng ta hãy bắt đầu từ Joy Dream, đội trẻ của Jindong Gaming, thi đấu tại LDL, tức hạng 2 của LPL. Jindong à? Tại đây, tài năng của Morgan sớm được bộc lộ, khi anh nhanh chóng được đội lên đội 1 của Jindong Gaming. Thế nhưng, Morgan không thể cùng Jindong gặt hái được quá nhiều thành công. Cụ thể là thành tích cao nhất của Jindong Gaming trong mùa giải 2020 chỉ là hạng 5/6 tại LPL mùa xuân và hạng 7/8 tại LPL. Cá sấu ngài bơi từ năm 2010 mấy rồi bạn. Xuất ngoại không mấy thành công, Morgan quyết tâm trở về Hàn Quốc để tiếp tục nuôi hy vọng tham dự chung kết thế giới. Anh gia nhập Hanwha Esports cùng với những cái tên vô cùng nổi bật tại LCK như Chovy hay Def. Anh chàng nhanh chóng chiếm được suất đánh chính với tổng cộng 44 ván đấu tại LCK mùa xuân 2021 với 17 vị tướng khác nhau, cùng thành tích vào vị tứ kết ngay ở lần đầu tiên góp mặt tại một trong những giải đấu khắc nghiệt bậc nhất liên minh thoại thế giới. Hanwha Esports của Morgan lúc bấy giờ chỉ chịu thua một Dawon Kia hùng mạnh và cũng là nhà đương kim vô địch của mùa xuân. Nhưng nhìn chung, đó đã là một thành tích đáng nể với một tân binh như Morgan. Chơi hay ở mùa xuân bao nhiêu thì sang tới mùa hè, phong độ của Morgan nói riêng và toàn bộ tập thể Hanwha Esports nói chung tệ hại đến mức khó có thể chấp nhận được. Chỉ có vỏn vẹn 22 lần thi đấu chính thức với tỷ lệ thắng vỏn vẹn 36,4%. Thậm chí, Hanwha Esports còn không có nổi tấm vé tham gia vòng playoff khi họ chỉ xếp thứ 8 chung cuộc sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng. Một thành tích vô cùng thất vọng nếu như nhìn vào thứ hạng 3 của họ ở mùa xuân. Thế nhưng, may mắn đã mỉm cười với Hanwha Lai khi họ vẫn đủ điểm tích lũy để tham gia vòng loại khu vực Hàn Quốc. Và ở đây, Morgan cùng Hanwha Esports thi đấu như lên đồng để đả bại lần lượt cả Lee Sebok và Nongshim Redforce, những đối thủ đã thể hiện rất tốt tại LCK mùa hè vừa qua. Còn chào Camille. Chỉ có thua T1 thôi, thua T1 thì seed 4 chịu khó vậy. Vẫn qua vòng bảng mà, vẫn qua bảng C mà. Riêng Morgan, biệt hiệu Boy One Champ Camille được đặt cho anh chàng với 7 ván đấu liên tục sử dụng cơ bài này. Với tôi chỉ, tôi có thể thua đường, nhưng tôi sẽ thắng cả ván đấu. Ghê. Morgan cực kỳ cân mẫn ở khu vực đường trên, cùng khả năng bắt nhịp giao tranh vô cùng tuyệt vời, góp công rất lớn đưa Hanwha Esports đến với chung kết thế giới 2021. Điều này đã khiến cho T1 phải tống cơm như trong toàn bộ kèo đấu BO5 khi hai đội chạm mặt nhau tại trận chung kết vòng loại khu vực Hàn Quốc, tranh giành slot thứ 3 đến với chung kết thế giới. Cũng tại trận đấu ấy, biệt hiệu ngài đã được gán cho anh chàng sinh năm 2001 này. Chơi kèo nào cũng thua đường, mất trụ, thậm chí là bị solo kill không biết bao nhiêu lần bởi Kana, đứng trên lúc bấy giờ của T1. Nhìn ngay thi đấu, chúng ta mới cảm nhận hết được sự bất lực của Def và Chovy khi bằng một cách thần kỳ nào đó, họ đã gánh thành công Hanwha Esports đến được với chung kết thế giới. Hanwha Esports đến với chung kết thế giới 2021 cách là seed 4 của LCK. Họ nhanh chóng vượt qua vòng khởi động không mấy khó khăn khi chỉ để thua duy nhất một ván trước Lining Gaming. Đó là sự xúc phạm. Bản thân Morgan cũng thi đấu không đến nỗi tệ ở vòng đấu này với không ít highlight. Có cái quả flash ở đường dưới đấy các anh em ạ. Có cái quả đang farm lính ở dưới xong flash mất cái flash. Bước vào giai đoạn vòng bảng, Hanwha Esports phải chạm trán những đối thủ nặng. Ôi quả này quẩy hơi bị ghê. Talong, Natic hay ING. Bản thân Morgan cũng phải chạm mặt những tay chơi có số quẩy hơi bị ác luôn anh em ạ. Xiaohu, tuyển thủ KQ của Royal Never Give Up từ tận thời Uzi. Trời ơi, ngài nhìn ngài các bạn, những cá sấu ngài đi.
Có mỗi Adam chưa? Về mặt tuổi tác lẫn kinh nghiệm chung kết thế giới đều ngang ngửa Morgan. Trời ơi. Những đội từ LEC hay LCS luôn nổi tiếng cho ngày cái tuổi luôn. Hổ báo, không ngại va chạm. Việc phải đối đầu với những đường trên hàng đầu thế giới cũng như việc lần đầu tiên bước ra một môi trường rộng lớn như chung kết thế giới khiến ngài đã có khá nhiều pha xử lý có thể nói là đi vào lòng đất, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có lẽ không ai quên được pha cầm cơ bill và tốc biến tại chỗ của Morgan để outplay lính, mặc dù hoàn toàn không có bất cứ ai gây sức ép cho ngài trong trận gặp PSG Talon tại vòng bảng. Hay như trong trận gặp T1 tại tứ kết, người ta lên, người ta nhấn nhầm. Morgan đã có pha xử lý với Acton với ý đồ bọc hậu đối thủ, nhưng lại bị Kumayoshi bắn hạt thông văng ngược trở ra. Sau đó anh chàng dùng toàn bộ skill và lao xuống được hàng Baron thì bị vô số khống chế và sát thương đến từ T1 dồn vào. Morgan lên bảng điểm số mà chưa kịp làm bất cứ một điều gì. Một mình tao chấp hết. Đó chỉ là hai trong số vô vàn highlight ngược mà ngài tạo ra tại kỳ chung kết thế giới vừa qua. Tuy hơi nhiều pha xử lý đáng quên, nhưng nhìn chung với Hanwha Esports và Morgan, việc lọt tới tứ kết của một kỳ chung kết thế giới cũng đã có thể coi là một thành công ngoài dự tính của đội tuyển này sau thành tích top 8 của họ tại LCK mùa hè 2021. Trở về từ chung kết thế giới, Morgan quyết định rời khỏi Hanwha Esports để tìm kiếm bến đỗ mới. Mà đích đến của anh là Prion, đội tuyển cũng vừa bổ sung một đường trên chất như nước cất khác là Swan. Thông tin khiến cho không chỉ các fan Prion mà toàn bộ các fan LCK cũng cảm thấy lo lắng cho tương lai của đội tuyển xanh này trong mùa giải 2022 khi chỉ với một vị trí đường trên thôi. Họ đã sở hữu tới 2 ngày. Thế nhưng, mọi hy vọng đã bị dập tắt ngay ở trận mở màn trước đối thủ T1, một trong những ứng viên chờ ngôi vô địch. Không biết có phải lâu ngày không gặp hay không, T1 để hỏng cơ biến cho ngài, mà gần như ngay lập tức Morgan chứng tỏ quyết định ấy là một sai lầm. Vẫn là tôn chỉ ấy, tôi có thể thua đường, nhưng tôi sẽ thắng cả game đấu. Morgan thể hiện khả năng giao tranh tuyệt vời cùng Brion để quật ngã gã khổng lồ T1 trong ván đấu đầu tiên. Cậu chờ mình tí nhé. Flank trying to be found there from Morgan. Yeah, they do have that flank. Owner will go in. That is a massive galley. Ultimate gets three of them and into the back line they go. Gumayusi is getting targeted down and down he will go in his GA. And there's just nothing left here for T1. Ngày đánh thế này cơ mà các bạn. Trận này là T1 mém thua rồi đấy. Trận lượt đi với Fabian là trận mém thua rồi đấy. Mặc dù không thể có chiến thắng chung cuộc khi trong hai ván đấu còn lại, T1 đều 3 đi cơ mưu. Cộng thêm sự xuất sắc của xạ thủ Gumayoshi khiến Prion bị T1 lội ngược dòng. Thế nhưng màn trình diễn của ngài nói riêng và tập thể Prion nói chung là vô cùng đáng khen ngợi khi họ khiến T1 phải vã một hồi hột mới có thể giành được chiến thắng chung cuộc. Một này bất bại nhưng mà gặp Bro hơi bị khó chơi đấy anh em ạ. Tưởng nó thua rồi chứ. Đặc biệt, sau hai ván đấu ấy, ngài đã manh nha chuẩn bị một con bài khác phòng trường hợp bị ban đi cơ mưu, đó chính là Gragas. Để rồi bước sang kèo đấu BO3 thứ hai trong mùa giải, đối đầu với đội tuyển cũ Hanwha Esports, Gragas của ngài thể hiện những gì tinh túy nhất của một người chơi đường trên, đặc biệt là ở ván 2. Ngài combo, ngài tạt cánh, ngài dịch chuyển bọc hậu, ngài đón đầu đối thủ, ngài mở giao tranh. Màn trình diễn xuất sắc của Morgan góp công rất lớn vào ván thắng đầu tiên của Prion tại tuần thi đấu đầu tiên của LCK, xếp ngang hàng với nhà đương kim vô địch Nói vui là như vậy thôi, nhưng chúng ta cũng phải công nhận sự tiến bộ thần tốc của Morgan. Từ một top lane bị chỉ trích rất nhiều vì phong độ yếu kém, giờ đây trưởng thành hơn rất nhiều và định hình được phong cách chơi của bản thân mình. Với những chất tướng tự sinh tự diệt tốt ở cánh trên, trong một meta thích hợp, ngài nói riêng và Prion nói chung, hứa hẹn sẽ là đối thủ khó chịu với các đối thủ trong phần còn lại của LCK mùa xuân 2022. Trên đây là toàn bộ tiểu sử của Morgan, đứng trên hiện tại của Frederic Prion. Các bạn đánh giá thế nào về tiềm năng của người được mệnh danh là ngài này? Để lại ý kiến dưới phần bình luận và đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ đấy nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip. Ok, cảm ơn Hoàng Sama. Cảm ơn Hoàng Sama vì một clip về ngài. Clip rất là vui anh em ạ.